Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là cuối tuần ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 4 ở Việt Nam hôm nay đã là ngày Chủ nhật rồi, ngày 3 tháng 4 và bây giờ là khoảng 1 giờ 14 phút chiều giờ Cali. Thuận muốn dành một ít thời gian, thường đó thì Thuận ít làm video cuối tuần nhưng mà hôm nay đã có rất nhiều thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Và Thuận muốn dành một ít thời gian chia sẻ những thông tin này rồi sau đó Thuận mới đi ăn cơm trưa. Và các bạn thấy được là có nhiều bạn đó đề nghị là Thuận làm cái màn hình full lên để các bạn thấy rõ hơn. Và hôm nay màn hình đã full lên rồi. Và chúng ta nhìn vào giá cả đó thực sự là không có tệ. Các bạn thấy được là giá của BTC sau sau khi mà pump lên đó, cách đây các bạn thấy được là ngày 27 tháng 3 pump lên từ cái mức là khoảng chừng 44.000 pump lên tới cái mức là khoảng chừng là 48.000 sau đó cách đây hai ngày đó thì đột ngột lại đi ngược cho xuống chỉ còn có mức là 44.200 mà thôi nhưng mà hôm qua thì sao hôm qua các bạn thấy được giá lại đẩy ngược cho lên và bây giờ là cái mức giá cũng rất là tốt các bạn thấy được tiếp tục giữ trên là 46.000 đô thì có một cái giả thuyết mà nhiều người nói tới bây giờ mà thường cũng muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên đây chỉ là một cái giả thuyết mà thôi chúng ta thực sự không biết được tại sao giá đột ngột lại đi xuống như vậy đâu và lại đi ngược trở lên bây giờ đó chính là cái giả thuyết liên quan đến thuế ở Ấn Độ các bạn nhớ đây thường chia sẻ thông tin đó, là thuế Ấn Độ là sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm qua rồi là ở Ấn Độ đó khi mà các bạn trade mà có lãi đó thì thuế sẽ là 30% của cái phần lãi đó cái thuế rất là cao thì cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi nhưng mà cái cách mà họ tính thuế đó là khi mà bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 Nếu như mà các bạn có lời không cần biết là các bạn đã mua trước đó bao nhiêu lâu Nhưng mà khi bán đó mà có lãi thì phải đóng 30% Vì lý do đó là nhiều người cho là gần đây các bạn thấy được là giá của BTC có cái sự tăng trưởng à, Khi mà thường zoom ra đó các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng này đã có từ cái thời điểm là giữa tháng 3 rồi Ngày 13 tháng 3 cho đến bây giờ Thì có thể là nhiều người đó họ sẽ bán crypto của mình ở Ấn Độ trước ngày 1 tháng 4 Tại vì khi mà họ bán rồi đó rồi họ lại đột ngột mua ngược trở lại thì lúc đó họ sẽ bắt đầu tính từ cái mức mà họ mới vừa mua trở lại. Chứ nếu như không đó họ sẽ phải trả cái phần thuế của cái lãi trước đó. Đó là cái giả thuyết bây giờ được nói đến thì có thể đây cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến tại sao các bạn đã thấy được là giá đột ngột đẩy cho xuống rồi trong thời gian không tới một ngày đẩy ngược trở lên hầu như là trở lại cái mức là 46 47 ngàn mà chúng ta đã từng nói tới. Các bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nói đến thuế đó thì hôm qua chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan đến nước Indo Thì theo thông tin thường đọc đó Indo sẽ cũng tính cái thuế khi mà các bạn trade mà có lãi Khi mà chúng ta trade crypto Nhưng mà cái thuế này đó các bạn thấy được phần trăm chỉ có 0.1% mà thôi Thực sự rất là thấp khi mà chúng ta mới vừa nghe nói tới Ấn Độ cái thuế gì mà lên tới 30% lần Nhưng mà cái 0.1% này đó thì Indo định nghĩa crypto là gì thì dựa theo tài liệu đó các bạn thấy được là họ xem crypto bây giờ như là hàng hóa gì có nghĩa là cái thuế này đó 0.1 phần khi mà các bạn có lời nhưng mà khi mà mua và bán crypto đó thì sẽ có một cái thuế đó chính là cái thuế VAT value added tax có nghĩa là cái thuế hàng hóa có nghĩa là bây giờ Indo đây thì họ xem crypto như là một loại hàng hóa và theo Thuận nhận được thông tin ấy, thì Indo thực sự không phải là một nước mà có nhiều người trade crypto đâu. Các bạn thấy được là dựa theo thông tin ấy, thì đương nhiên cái số lượng người mà lưu trữ crypto cũng tăng lên và cái khối lượng giao dịch cũng tăng lên trong thời gian gần đây. Càng ngày càng có nhiều người biết tới hơn. Nhưng mà các bạn thấy trên màn hình ấy, là thống kê tháng 2 năm 2022. Họ thống kê cái volume giao dịch ở Indo đó là khoảng chừng 5,8 tỷ đô la. Thì thường biết là cái con số này đó không biết là họ tính là theo ngày hay là theo tháng Tại vì con số này nếu như tính theo tháng thì rất là thấp luôn Tính theo ngày cũng không phải là cao đâu Khi mà các bạn thấy được cái số lượng giao dịch ở trên thị trường rất là nhiều Và cái số lượng người mà lưu trữ crypto bây giờ đó Crypto holders Họ nói là đã tăng từ 11% Có nghĩa là con số đó trước đây là khoảng chừng 11,2 triệu người Năm 2021 Năm nay đó, cái số lượng người lưu trữ crypto đã lên tới 12,4 triệu người Và Indo đó là một nước mà ước tính năm 2020 là có khoảng 273 triệu người. Có nghĩa là cái con số mà họ chia sẻ ở đây là 12,4 triệu người là không tới khoảng chừng là 5% mà thôi số lượng người mà lưu trữ crypto ở Indo hiện tại không phải là con số cao và đương nhiên những ước tính này đã thường thường cảm thấy là họ ước tính rất là cao luôn giống như là ở Việt Nam đi ước tính gần đây là tới 40, 41% của dân số Việt Nam lưu trữ và trade crypto con số này thực sự là rất cao so với lại hiện thực thì cái con số khoảng chừng 5 phần trăm dân số của Indo lưu trữ crypto cũng có thể rất là cao rồi và Indo đó một những lý do tại sao mà không phải là một quốc gia mặc dù là sway one Indo đó ở cái vùng đó rất nhiều quốc gia ủng hộ crypto nhưng mà Indo không phải là một quốc gia mà có nhiều giao dịch tại vì phần lớn đó ở Indo 87 phần trăm là người Indo cho mình là người Hồi giáo Có nghĩa là đó là tôn giáo của họ Và đối với là crypto đó thì nhiều người cho là crypto là một trong những cái công cụ giao dịch mà không được cho phép trong cái tôn giáo của họ Thường nghĩ đây cũng là một lý do tại sao người Hồi giáo đó thì nghĩ là trading crypto hay là lưu trữ crypto là một điều mà không được cho phép trong cái tôn giáo của họ nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy là giá của BTC hôm nay đó thì đỏ một chút chúng ta cũng thấy có nhiều màu đỏ trên màn hình nhưng mà cũng có một số những màu xanh nhưng mà nhiều đỏ hơn xanh nhưng mà cũng không có phải là đỏ lắm hay là xanh lắm có nghĩa là hôm nay không phải là một ngày mà có quá nhiều cái sự dao động mặc dù là chúng ta thấy cũng có một số những cái all có sự tăng trưởng tốt chúng ta có thể refresh trang đó các bạn thấy là BTC thì cũng ngang hàng với là giá hôm qua giờ này 46.274 Ethereum thì tăng thêm một chút À, các bạn thấy được là bây giờ mức là hơn 3.400 đô, tăng 12% trong vòng một tuần qua. BNB đó thì xuống một chút xuống 0,7%, Solana thì cũng đi hàng ngang tăng 0,6%, Terra Luna tiếp tục tăng trưởng, các bạn thấy được là tăng 7,6% và nếu như mà chúng ta nhìn vào Terra Luna đó thì các bạn sẽ thấy được là Terra Luna cũng đã có một cái đỉnh mới cách đây chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Terra Luna đã lên tới cái mức như là các bạn thấy trên màn hình là 115 đô, bây giờ Teluna là ở mức 114 đô. Tôi cũng có một số những thông tin, tôi muốn chia sẻ với các bạn cũng có liên quan đến Teluna một lát nữa. XRP thì đi hàng ngang, Cardano thì cũng tương tự đi hàng ngang xuống 0,7%. Avalanche thì cũng như vậy mà thôi, đi hàng ngang xuống 0,1%. Trong cái uh, những đồng lớn đó thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng 24 giờ qua thì chúng ta có những gì? Chúng ta có những đồng tăng trưởng mạnh như là FraxShare tăng tới 51%, ECAS tăng 35% và Kadena tăng 12,2%. Đó là những đồng mà tăng trưởng nhiều nhất trong cái top 100 này. Những đồng nào mà xuống nhiều nhất thì các bạn thì chúng ta có đồng Stepping Thì Stepping là một cái đồng mà theo thường hiểu đó đây là một cái đồng quản trị Đây là một cái game ở trên mạng lưới của Solana hiện bây giờ nhưng mà họ sẽ bắt đầu Có những cái mạng lưới khác kết nối có nghĩa là bây giờ là trên Solana nhưng mà sau này có thể là trên Ethereum, SC vân vân như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì đây là một cái game có thể hiểu đơn giản là cái game thể thao. Đây là một cái game mà họ hy vọng là người ta chơi cái game này đó là các bạn phải chạy bộ ngoài đời, các bạn phải đi bộ ngoài đời để có điểm. Thì hy vọng là cái game này là một cái game mà giúp đỡ cho nhiều người tập thể dục hơn. Đó là cái cốt lõi của cái game stepping này và cái token stepping là cái token quản trị của game. Đây là cái thông tin liên quan đến Stepping Còn Zulika thì nhiều bạn cũng đã biết rồi Zulika thì ngày hôm nay, ngày 2 tây tháng tư đó là cái hội nghị Minneapolis của Zulika và sẽ có mặt ở Miami Và trong cái đại hội này đó, họ sẽ thông báo cái dịch vụ Metaverse Và đây là một trong những thông tin mà khiến cho cái token tăng rất là nhiều Các bạn đã thấy được là trong vòng 7 ngày qua, Zulika tăng tới 272%. Có thể nói được là các bạn thấy trong top 100, trong như một tuần qua đó, đồng Zika là đồng tăng nhiều nhất, tăng tới 272% lần tại vì nhiều người đang rất là muốn biết là cái dịch vụ của Zirica liên quan đến Metaverse là sẽ ra sao. Thì thùng cũng đã chia sẻ với, với các bạn rồi, khi mà có một cái token mà tăng nhiều như vậy đó, thì nếu các bạn chạy theo cái phần trăm tăng trưởng đó, các bạn sẽ dễ bị dính vào những cái mức giá mà các bạn không có hài lòng đâu. Như lên thùng đã chia sẻ đó, một cái hình ngày hôm qua mà nhiều bạn có thể là cũng không có hiểu rõ tôi muốn nói gì, đó chính là các bạn có biết sự lợi hại của những người lướt sóng là gì không? Là sự sẵn sàng và kiên nhẫn ngồi chờ sóng tới. Thì nhiều bạn cho đây là một cái thuyết thường chia sẻ về lướt sóng trading nhưng mà thật ra các bạn biết thường đâu có trade đâu, thường là một hodler thôi. Thì ý tôi muốn nói đây đó là các bạn cứ nhìn vào những đồng mà đang được nói đến nhiều bây giờ như là Zulika hay là chúng ta à, nhìn vào những đồng như là Luna thì những đồng này được nói đến bây giờ nhưng mà cách đây không có lâu đó ít ai nói tới những cái đồng này mà các bạn thì được là cách đây khoảng chừng 6 tháng thì những đồng nào người ta nói tới nhiều giống như chúng ta nói tới Solana chúng ta nói tới Cardano trước đây và trước đó nữa là có những đồng khác nữa giống như là năm 2017 đó chúng ta nghe nói tới những đồng như là EOS vân vân cho nên cái mình thường chia sẻ ở đây đó là lúc nào cũng vậy sẽ có những cái dự án mà ai ai cũng đang xôn xao và giá cả tăng mạnh và các bạn lại muốn vô mô theo các bạn muốn chạy theo nhưng mà đó không phải là một cách đầu tư tốt đâu cái mà các bạn cần nên làm đó là tìm hiểu và có cái lòng tin vào một cái dự án mà các bạn đã tìm hiểu kỹ rồi tại vì đó miễn là dự án đó là dự án tốt thì các bạn thì được là sớm mua gì cũng sẽ có cái sự tăng trưởng các bạn thấy được là nhiều người khi mà họ tin vào Zilliqa trong vòng mấy tháng qua thì họ đã tin từ bấy lâu nay mặc dù là Zilliqa không phải là một đồng mà được nói đến nhiều trong vòng một năm qua nhưng mà họ vẫn tích lũy tích lũy để chờ có cái ngày mà có cái giá tốt cũng như là Luna các bạn thấy được là theo Luna thì cách đây đó không có lâu cũng ít ai nói đến nhưng mà giờ lại được nói đến thường xuyên thì những người đó đó khi mà họ đã có lòng tin thì khi mà sống tới thì họ có thể là có lợi nhuận cao đây là điều mà mình thường muốn chia sẻ ở đây cho nên mỗi lần mà đồng nào tăng trưởng mạnh thì sẽ có nhiều bạn thường là bây giờ có phải là thời điểm tốt để mà tham gia vào hay là không. Trong khi mà những lúc mà giá không tốt đó thì thường chia sẻ thì rất nhiều những comment tiêu cực. Giống như bây giờ nhiều người nói là có phải là sắp sửa có cái uptrend bây giờ có nên mua Bitcoin, mua Ethereum, mua Binance hay là không. Nhưng mà các bạn nên nhớ là giá của Bitcoin bây giờ là 46.280 trong khi mà lúc mà giá đi xuống 30 mấy ngàn đó thì nhiều người nói là thôi đợi giá xuống tới 30.000 khi mà giá xuống 30.000 29.000 hè năm ngoái đó thì nhiều người nói là giá đang xuống đợi xuống còn 25 20 mua luôn cho rồi nhưng mà thường có thể nói với các bạn là nhiều người sẽ mãi mãi và mãi mãi không mua crypto mãi mãi và mãi mãi không mua bitcoin ethereum vân vân tại vì họ cứ đợi cái giá thấp hơn và cái giá thấp hơn cho đến một ngày nào đó cái giá không xuống thấp nữa mà lại đi ngược trở lên thì cũng những bạn đó sẽ phải mua lại ở mức giá cao hơn đây là điều mà thường muốn chia sẻ khi mà thường đăng cái hình này ngày hôm qua nhưng mà hôm qua thường không làm video cho nên hôm nay thường muốn dành thời gian để mà nói về vấn đề này với các bạn nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô tài trang, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Một điều khác nữa cũng được nhiều người đề cập đến ngày hôm qua và Thuận cũng có một cái tweet đó chính là liên quan đến cái số lượng Bitcoin được đào ra Cuối cùng chúng ta đang thấy được là cái Bitcoin thứ 19 triệu đã được đào rồi Có nghĩa là bây giờ chỉ còn có 2 triệu Bitcoin là chưa được đào mà thôi Thì Thuận chia sẻ hôm qua đó là các bạn thấy là Bitcoin thứ 19 triệu đã được đào Nghĩa là chúng ta chỉ còn có 2 triệu chưa đào thôi Ước tính là tới năm 2140 sẽ đào xong Có nghĩa là còn tới 119 năm nữa Thì chúng ta mới thấy cái số lượng Bitcoin cuối cùng được đào ra Nhưng mà các bạn có biết Tuy ai cũng nói là tổng cung của Bitcoin đó là 21 triệu Nhưng mà con số 21 triệu này không hề được đề cập đến trong cái white paper của Satoshi Và khi mà chúng ta nhìn vào cái white paper của Satoshi các bạn có thể đi tìm kiếm là 21 hay là 21 triệu các bạn sẽ không tìm kiếm bất cứ một cái trang nào đề cập đến tổng cung của Bitcoin đâu thì câu hỏi mà nhiều bạn sẽ hỏi là như vậy tại sao chúng ta biết là sẽ có 21 triệu Bitcoin thì ngoại trừ những cái lý do tại sao mà thường tin tưởng Bitcoin dài hạn mà thường chia sẻ với bạn thường xuyên đó một trong những điều mà chúng ta cần nên hiểu là đây đó là một cái hệ thống toán học đối thuận là cực kỳ tinh vi tại vì đó, cái số lượng bịch không ra đời đó là sẽ giảm đi phần nửa mỗi 210.000 block có nghĩa là khoảng chừng mỗi 4 năm một cái hiện tượng mà nhiều người gọi là hiện tượng halving cái lần cuối cùng halving đó là năm 2020 và cái lần kế tiếp sẽ có hiện tượng halving là tháng 5 năm 2024 đương nhiên cái ngày sẽ thay đổi tùy theo là cái lốc nó đi như thế nào nhanh hay là chậm nhưng mà bây giờ đó thì có 6,25 đồng bình không ra đời mỗi một lốc trước đây đó khi mà mới bắt đầu đó là mỗi lốc là 10 phút thì mỗi lốc tới 50 bịch không ra đời nhưng mà mỗi khoảng chừng 4 năm đó thì cái số lượng bịch không ra đời mỗi lốc giảm xuống phương nửa giảm xuống phân nửa và các bạn thấy được là bây giờ đó là cái bước kế tiếp là sẽ giảm từ 6,25 cho đến 3.125 thì các bạn thấy trên màn hình á, đây là cái số lượng Bitcoin ra đời, cái đường mà màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình này sẽ càng ngày càng ngày càng nó bằng phẳng hơn. Có nghĩa là mới đầu sẽ có rất nhiều Bitcoin ra đời, nhưng mà càng ngày đó thì cái số lượng Bitcoin ra đời nó sẽ càng thấp hơn và càng thấp hơn và cứ tiếp tục như vậy cho nên về toán học đó các bạn sẽ thấy được là có thể hiểu đơn giản là mãi mãi chúng ta sẽ không có 21 triệu Bitcoin Tại vì các bạn thấy là mỗi 4 năm đó thì cái số lượng cứ giảm xuống Giống như là chúng ta nói tới 3.125 đi 3.125 Thì phân nửa của cái con số này đó sẽ ra đời vào năm 2024 Có nghĩa là mỗi lốc lúc đó chỉ có 1.56 Bitcoin ra đời mà thôi Sau đó 4 năm nữa có nghĩa là năm 2028 Thì các bạn thì rồi chỉ có 0 7 8125 Bitcoin Trader mà thôi và cứ như vậy, và cứ như vậy và chúng ta có thể có cái số lượng Bitcoin mãi mãi là không phải là 21 triệu mà sẽ là 20 triệu chấm 99999 gì đó, hiểu đơn giản là như vậy. Thì có phải là nhiều bạn sẽ nói là như vậy thì Bitcoin sẽ mãi mãi và mãi mãi đào, có phải vậy hay không? Tại vì tới năm 2014 đó thì chúng ta thì được là vẫn còn cái số lượng Bitcoin sẽ được đào ra và sau đó đó thì 4 năm sau lại phân nửa cái số đó rồi 4 năm sau lại phân nửa cái số đó thì có phải là mãi mãi sẽ có Bitcoin này đời hay là không nhưng mà không phải đâu tại vì các bạn nên nhớ là cái đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin đó chính là đơn vị Satoshi có nghĩa là 0.000001 đó là đơn vị nhỏ nhất cho nên chúng ta cứ tiếp tục và tiếp tục mọi 4 năm như vậy đó thì tới một mức nào đó chúng ta tới cái con số đơn vị nhỏ nhất thì sẽ không còn Bitcoin nào ra đời nữa và chúng ta có thể thấy được điều này đã cũng được chia sẻ bởi cái trang ở trên Contact grab bên dưới này các bạn sẽ thấy được là trên căn bản chỉ còn có 2 triệu Bitcoin còn lại mà thôi nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được đó là tới cái mức là cái đợt Harvin lần thứ năm đó thì 96,8% Bitcoin đã được đào rồi. Tới cái đợt Harvin lần thứ sáu đó chúng ta đang ở cái đợt Harvin là lần thứ ba hiện tại. Chúng ta tới lần thứ sáu đó hầu như là có 0.00 mấy Bitcoin ra đời mỗi lúc mà thôi. Rất là thấp. Thì trên căn bản phần lớn Bitcoin sẽ được đào trong dòng thời gian đó là 10 năm đổ lại mà thôi là hầu như là 90 mấy phần trăm của tất cả Bitcoin đã ra đời rồi. Còn lại là sẽ là những phần rất là nhỏ. Nhưng mà theo toán học đó thì cứ tiếp tục mỗi 4 năm giảm như vậy thì tới phút cuối chúng ta sẽ có ước lượng là 20,9999 triệu BTC. Cho nên nhiều người mới nói Bitcoin đã có 21 triệu. Tuy là đây là con số không phải là ứng định trong white paper của Satoshi nhưng mà theo toán học đó là cách hoạt động của Bitcoin. Hy vọng là thôi giải thích cái phần này các bạn hiểu là cái kết hoạt động của BTC như thế nào và cái phần trăm lạm phát sẽ ra sao. Càng ngày Bitcoin sẽ ra đời càng ít lại Thêm vào đó nữa đó là tuy chúng ta nói là có 19 triệu Bitcoin bây giờ Nhưng mà các bạn nên hiểu là cái số lượng Bitcoin thật sự đó không có nhiều như vậy Rất nhiều Bitcoin đào ra những năm đầu tiên đó Thì những người đó đã mất khóa cá nhân rồi Họ có thể là qua đời mà không có chia sẻ với lại người thân của họ Hay là lúc đó đó ngay cả Thuận cũng có bạn bè đào BTC Thời điểm đó rất là lâu rồi Đào khoảng chừng là 6 Bitcoin thì lúc đó không có là bao nhiêu tiền và muốn bán cái máy laptop của mình Tại vì lúc đó các bạn có thể đào sử dụng cái máy laptop Thì lại xóa hết tất cả thì nghĩ là không đáng giá bao nhiêu Mà các bạn thấy được là cái máy laptop đó nếu như mà còn đó Thì 6 Bitcoin đó nhân cho 46.000 đô la cho một Bitcoin thì đáng giá bao nhiêu Đáng giá tới 276.000 Cái máy laptop đó bây giờ đáng giá tới 276.000 Nhưng mà đương nhiên nhìn lại thì ai cũng có thể nói được Chứ còn hồi điểm đó đó thì các bạn đâu có phải như bây giờ mà các bạn có thể dễ dàng di chuyển bitcoin của mình lên trên một cái địa chỉ ví đâu. Lúc đó là các bạn cần phải có những cái địa chỉ ví USB rất là phiền phức cho nên nhiều người cảm thấy là không có uh, đáng cái giá tiền cho nên họ bỏ bitcoin cho nên như bitcoin đã ước tính bị mất đi. Ước tính thì bao nhiêu Bitcoin đã bị mất đi thì không ai có thể chính xác được Nhưng mà bây giờ nhiều người ước tính là khoảng chừng 4 triệu Bitcoin đã bị mất đi rồi có nghĩa là vĩnh viễn cái số lượng Bitcoin đó sẽ không có còn được di chuyển nữa Và cái số đó tính luôn, cái số khoảng chừng 1 triệu được lưu trữ bởi Satoshi Và các bạn thấy được là 19 triệu trừ ra 4 triệu đã bị mất đi vĩnh viễn là còn có 15 triệu Thì 15 triệu này nằm ở đâu? Các bạn sẽ thấy được là phần lớn cái số lượng Bitcoin này nằm trong những cái ví lạnh trên sàn giao dịch tôi chỉ còn một số lượng nhỏ mà thôi thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn cái số lượng trên sàn giao dịch không có nhiều đâu nói tới đây đó thì chúng ta có thể nhìn một số những tài liệu on chain thì rất nhiều bạn có hứng thú với cái con số liên quan đến tổng số Bitcoin đang có lợi hiện tại được tính bởi Classno Thì cái con số này thực ra thường chỉ quan tâm khi mà con số này trên 85% Và nhất là khi con số này nằm ở trong cái vùng màu đỏ như là các bạn thấy được là hồi tháng 10 cho đến tháng 11 của năm ngoái khi mà nhiều người có lời có nghĩa là nhiều người có thể chốt lời thì sẽ dẫn đến là giá sẽ gặp uh, cái khả năng cản trở có thể tiếp tục tăng lên được nữa và cái phần trăm này bây giờ đã không có nhiều, các bạn thấy được bây giờ chỉ có 78,68% mà thôi. Đây là cái con số hiện tại ước tính bởi Classno là 78,68% BTC bây giờ đã đang có lời. Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến Crypto Huan thì ra sao thì các bạn sẽ thấy được đó là tài liệu liên quan đến cái chỉ số CDD, có nghĩa là cái chỉ số này mỗi lần mà tăng lên á là cái hiện tượng là có nhiều Bitcoin lâu năm không di chuyển và đột ngột di chuyển thì các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta có cái đợt mà hồi 31 tháng 1 đó đây là cái sự tăng trưởng mà sau đó vài ngày chúng ta mới biết là cái sự di chuyển Bitcoin này đó là cái số lượng Bitcoin liên quan đến cái vụ hát của sàn Bitfinex trước đây mà hai người bị bắt ở New York thì cũng đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà Bây giờ thì ra sao các bạn thấy được là giá có cái sự tăng trưởng tốt từ giữa tháng 3 tới bây giờ chúng ta vẫn không thấy dấu hiệu là nhiều Bitcoin lâu năm không di chuyển đột ngột di chuyển và chúng ta nhìn vào cái tài liệu Bitcoin nạp vào và rút ra trên sàn đó thì mỗi thanh này là một ngày các bạn thấy chúng ta đang nhìn vào resolution là day thì là mỗi thanh là một ngày thì các bạn sẽ thấy được gần đây ra sao bắt đầu đó từ từ đầu tháng 3 tới bây giờ phần lớn là những cái thanh màu đỏ mà nhiều khi những thanh màu đỏ này rất là dài luôn có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều btc rời khỏi sàn chứ không phải là nạp vào mặc dù là giá đã có cái sự tiến triển tốt nhưng mà chúng ta thấy là không có phải là nhiều người đẩy bitcoin lên trên sàn và đương nhiên nhiều người cho là mỗi lần mà chúng ta có nhiều cái thanh màu xanh lá cây trên màn hình có nghĩa là nhiều người đẩy bitcoin lên trên sàn để mà bán chúng ta vẫn không thấy hiện tượng đó bây giờ nói từ tvm thì cũng tương tự các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tvm từ đầu tháng 3 tới bây giờ thì các bạn thấy là đương nhiên có một số ngày như là hôm qua đã cũng có thêm Ether trên sàn nhiều hơn là rút ra nhưng mà các bạn thấy là phần lớn là như thế nào phần lớn là những thanh ngày màu đỏ có nghĩa là những ngày mà Ethereum rời khỏi sàn cũng tương tự như là BTC rất là nhiều trong thời gian một tháng qua Nói tới BTC đi thì chúng ta sẽ thấy là có những cái bài viết liên quan đến cái độ khó đào của Bitcoin đó Thì cái độ khó đào của Bitcoin các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đó, thì đã đạt được cây đỉnh mới Thì cái độ khó đào này đó có nghĩa là cái sự tương quan giữa tốc độ đào và độ khó đào Các bạn thấy được là hai cái này đó nó đi song song với nhau Cả hai cái tốc độ đào trên lưới BTC và độ khó đào đó là cái sự quan hệ là mỗi lần mà chúng ta thấy là cái tốc độ đào tăng trưởng trên mạng lưới của BTC có nghĩa là nhiều người tham gia vào đào nhiều cái máy đào BTC bây giờ. Thì sau đó khoảng chừng là 2 tuần nữa thì độ khó đào sẽ điều chỉnh. Và với cái sự tăng trưởng của cái tốc độ đào thì đương nhiên độ khó đào sẽ tăng trưởng và tiếp tục tăng lên mỗi 2 tuần. Cứ điều chỉnh và điều chỉnh đó là lý do tại sao mà có nhiều cái máy đào trên mạng lưới của BTC cũng không có hẳn là Bitcoin sẽ ra đời lẻ hơn đâu. Tại vì trong thời gian ngắn đó thì cái lốc nó sẽ lạ hơn tại vì có tốc độ đào cao hơn, nhưng mà độ khó đào vẫn như vậy nhưng mà sau đó khoảng chừng mỗi 2 tuần thì cái độ khó đào lại điều chỉnh trở lại và ngược lại cũng như vậy. Mỗi lần mà chúng ta thấy được là có cái số lượng lớn cây tốc độ đào giảm đi trên mạng đó thì thời gian ngắn cái thời gian một lốc nó sẽ dài hơn 10 phút nhưng mà sau 2 tuần thì điều chỉnh lại cho nên trung bình thì người ta mới nói là BTC đó mỗi 10 phút là sẽ có một lốc ra đời nhưng mà cái tài liệu liên quan tới độ khó đào đó trước đây là một tài liệu mà nhiều người quan tâm nhưng mà bây giờ thì cái số người quan tâm cũng không có nhiều lắm đâu tại vì trước đây đó người ta xem cái độ khó đào và tốc độ đào như là một cái thước đo xem coi là thời đào bây giờ đó những công ty đào họ bỏ bao nhiêu tiền để có thể đào được một bịch khôi và khi mà tốc độ đào tăng lên và độ khó đào tăng lên có nghĩa là chi phí đào một khôi cũng tăng lên và cái giả thuyết là những thời đào họ sẽ không bán với cái mức lỗ có nghĩa là chúng ta muốn thấy cái độ khó đào và tốc độ đào tăng lên làm cho chi phí tăng lên họ sẽ không bán với cái mức lỗ đâu có nghĩa là càng ngày thì cái mức đó càng tăng lên là điều tốt nhưng mà với cái tình hình bây giờ đó thì có rất là nhiều những cái thời đầu đã rời khỏi Trung Quốc và họ đã qua những nước như là Châu Âu hay là Canada hay là Hoa Kỳ thì những cái quốc gia này đó là cho họ một cái khả năng khác mà khác với lại khi mà họ còn ở Trung Quốc đó chính là cái khả năng vay mượn cái thị trường tài chính ở Mỹ giống như là ở City thì những cái thợ đào đó bây giờ ngoại trừ họ bán Bitcoin để có thể là kiếm tiền để tiếp tục chi trả chi phí cho nhân viên mặt bằng để tiếp tục đào Bitcoin thì họ có thể là dùng Bitcoin của mình làm thế chấp để mà vay mượn cho nên cái tài liệu liên quan tới độ khó đào tốc độ đào thì nghĩ là cái sự ảnh hưởng đến giá cả nó cũng không còn như xưa nữa. Và chúng ta có thể thấy là gần đây đó thì chúng ta cũng có nhiều động tĩnh liên quan tới những cái thợ đào. Các bạn thấy được là đây là tài liệu có tên là MPI thì hiểu đơn giản đó cái đường mà màu trắng là giá của BTC, cái đường màu xanh đó là chỉ số MPI, cái đường màu đỏ gạch 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 các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là mỗi lần mà cái đường màu xanh này qua khỏi cái vùng màu đỏ có nghĩa là chúng ta có rất nhiều động thái di chuyển Bitcoin từ những cái ví của những thợ đào thì đây là một cái chỉ số cho chúng ta một cái Tài liệu là có thể thợ đào đang có đồng tĩnh bán mà thôi nhưng mà cũng không hẳn là như vậy tại vì các bạn thấy được là Thuận kiểm tra đó cái số lượng BTC di chuyển từ cái ví của thợ đào lên trên sàn giao dịch ấy, thì tuy là có nhiều động thái là có nhiều cái ví của thợ đào có sự di chuyển nhưng mà nói tới con số Bitcoin thật sự đẩy lên trên sàn này thì không có là bao nhiêu ước tính là năm 2016 là cái thời điểm mà có nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn nhất đến từ những cái thời đào nhưng mà sau đó thì không còn nhiều nữa và đặc biệt đó là từ cái lúc là tháng 8 của năm ngoái tới bây giờ đó là các bạn thấy được là cái dùng này hầu như là không có nhiều luôn không có cái sự đẩy Bitcoin lên trên những sàn dự tính từ những cái bí thời đào và một người khác nữa ở trên uh, Tục Khoa nó cũng đã kiểm chứng lại thấy được đó là cái số lượng Bitcoin mà được di chuyển gần đây đó dẫn đến là cái chỉ số MPI tăng lên như được các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì cái lý do tại sao đó người này nói là tại vì những thợ đào di chuyển trong những cái ví mà họ control Coi như những cái ví của họ thì tại sao những thợ đào lại phải di chuyển Bitcoin từ ví này qua cái ví kia Thì có thể là nhiều lý do có thể là vì cái sự an toàn của số lượng Bitcoin đó họ lưu trữ ngày càng nhiều hơn đây là những cái giả thuyết mà thôi nhưng mà sự thật đó là tài liệu on chain cho thấy là động thái của những thờ đào tuy là nhiều nhưng mà không có thấy dấu hiệu là những bitcoin này di chuyển lên những cái ví của những cái sàn và lại có tài liệu cho thấy được là những bitcoin này di chuyển giữa những cái ví của họ đó là điều tôi muốn chia sẻ ở đây tại vì nhiều bạn cũng hỏi về động thái thờ đào thời gian gần đây